Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một thủ thuật nữa trên điện thoại iPhone. Nó là hướng dẫn cho các bạn cách xem lại sót lịch sử mua hàng trên App Store nha. Thì App Store được xem là cửa hàng ứng dụng của các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS. Có rất nhiều mẹo để sử dụng App Store đúng cách. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xem lại và cũng như là sót lịch sử mua hàng trên App Store nha. Thì khi các bạn ấn một ứng dụng thì ứng dụng đó sẽ không còn xuất hiện trong danh sách mua hàng của bạn trên App Store nữa. Đồng thời nếu bạn sử dụng tính năng chia sẻ trong gia đình thì ứng dụng mà các bạn ấn cũng không hiển thị hoặc không có sẵn để các thành viên trong gia đình có thể mua hoặc là tải xuống. Tuy nhiên chúng sẽ vẫn xuất hiện trong lịch sử mua hàng của các bạn. Thì nếu bạn hay là các thành viên đã tải ứng dụng đó xuống trước đây thì việc ấn ứng dụng sẽ không xóa được ứng dụng đó khỏi điện thoại của các bạn và của thành viên gia đình hoặc là các thiết bị khác đã được đăng nhập vào cùng Edible. Thì mình sẽ hướng dẫn ngay sau đây, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xem lại cũng như là xóa lịch sử mua hàng trên App Store nha. Thì hướng dẫn này được thực hiện trên hệ điều hành iOS 14. Thì nếu bạn có thể thực hiện tương tự để xóa lịch sử mua hàng cũng như là lịch sử tải xuống từ App Store trên các dòng iPhone ở những cái hệ điều hành thấp hơn nha. Thì để xem lại lịch sử mua hàng trên App Store thì các bạn hãy mở cái ứng dụng App Store trên điện thoại của các bạn lên nha. Các bạn mở lên, tiếp theo các bạn hãy chọn vào hôm nay nha, ở góc phải bên dưới cùng ở góc trái bên dưới cùng màn hình điện thoại đó, các bạn hãy chọn vào hôm nay. Tiếp theo các bạn hãy nhấn vào biểu tượng tài khoản ở góc phải ở trên của màn hình điện thoại đó, các bạn nhấn vào. Tiếp theo các bạn hãy chọn vào mục đã mua nha, các bạn nhấn vào. Thì như các bạn có thể thấy, các danh sách sử dụng để tải hay là mua từ App Store sẽ được hiển thị như bên dưới. Thì để mà xóa lịch sử mua hàng trên App Store thì các bạn cũng mở cái ứng dụng App Store lên. Sau đó các bạn chọn vào hôm nay, rồi các bạn nhấn vào biểu tượng tài khoản ở góc phải ở trên màn hình đó, các bạn hãy nhấn vào. Tiếp theo các bạn cũng nhấn vào mục đã mua. Tiếp theo tại cái ứng dụng mà bạn muốn xóa khỏi lịch sử mua hàng thì các bạn hãy vuốt từ bên phải sang bên trái nha. Thì mình sẽ chọn cái ứng dụng khen mạng xã hội này để mà ẩn đi, thì các bạn hãy vuốt từ phải sang trái nha, các bạn vuốt từ phải sang trái. Tiếp theo các bạn hãy chọn vào ẩn. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách xem lại xóa lịch sử mua hàng trên App Store rồi. Nếu các bạn chưa làm được hay có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment ngay bên dưới. Mình sẽ giải đáp chi tiết hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.